Ok, hello xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay tôi mới vừa tìm được một cái thể loại obby mới. Có nghĩa là không phải là tôi, cũng không phải là cái gì hết, mà là tôi là một con sóc với một cây súng ở trên tay. Và tôi sẽ phải vượt qua những cái thử thách để mà để làm gì thì cũng chưa rõ. Nhưng mà mình sẽ bắt đầu đi. Tại vì con game này thật ra thì nó cũng sẽ có trên Steam, nó cũng có game góc đồ này nọ. Thì không biết là con game này nó có đúng cốt truyện hay không. Thì cứ chơi thử đi rồi biết. Hát nha mọi người. Má hát nó không cho. À cho luôn kìa. Đu. Lắc không vậy? À cũng không gọi là lắc lắm. À tôi đang chui vào cái cơ sở gì, một cái xung quanh toàn là bìa cartông không vậy? Đây là con chồn hay con sóc gì vậy? What the hell? Ủa mới chỉ thôi mà. Mới chỉ thôi mắc gì phải bị bắt. Oh my god, mới chỉ thôi mắc giống môn gì bị bắt trời, không hiểu luôn ấy. À, cứ mỗi lần tôi bắn cái này là nó sẽ cho tôi nhảy cao hơn. Ghê đấy. Được phết. Ok, thì clip thôi. Cách chơi con game này nó cũng dị phải chưởng luôn ấy. Dùng súng bắn để mà nhảy cao hơn. Tôi không biết con game gốc có được như vậy không. Tại vì con game gốc tôi biết chứ, nhưng mà thật chất là tôi không có chơi. Double zoom hả? Cái này là triple zoom luôn á. Quan trọng là mình có bao nhiêu viên là mình sẽ được nhảy bấy nhiêu á chứ. Đấy. Quan trọng là mình có bao nhiêu là mình được nhảy bấy nhiêu thôi. Ok, cũng dễ, cũng đơn giản. Không có việc gì khó. Cũng được. Đấy. Game đơn giản nha. Để coi bao nhiêu stress nha. 19 stress hả? Wow, dữ vậy. Ok. Nhảy cao lên đúng không? Ôi, đơn giản mà. Con game này đơn giản mà. Qua luôn nè, qua luôn nè. Ok. Ôi, cứu hồn. Ê. Mém chết. Trời ơi, cứu hồn chứ. Ê, sao mà bậy? Ở mất cái súng rồi. Ủa sao vô cái phòng này, cái mất cái súng ngang vậy? Tìm và bấm vô cái nút rồi. Không, tôi bị con kia nó phát hiện rồi. Ok. Phải lên trên này đúng không? Mất cây súng rồi, bây giờ phải làm gì? Mất cây súng rồi. Từ từ. Con game này nó còn có nhạc nữa chứ. Vai chướng thôi. Đợi mọi người đợi xíu. Đi nhanh qua cái đoạn này để nó hết nhạc cái đã rồi kính kiếp. Ok. Ê, con game này nó có nhạc nền nha. Nãy giờ tôi mới để ý là con game này nó có nhạc nền. Nên thôi con nghĩ là tôi tắt bớt đi. Ok. Đây, có cái sản đây. Sóc mà biết cầm súng với cầm sản là nó hơi bị hư cấu rồi. Đành chịu thôi chứ biết sao giờ, đành chịu thôi. Game nó hơi hư cấu cái đoạn này thì chịu thôi. Ok. Người bình thường cũng không đào được cái mức này đâu. Sóc nó đào được thì hơi bị đỉnh đấy. Thật. Ok, mình đã qua được rồi. Và cuối cùng tôi cũng đã xuống được tới cái địa ngục và có súng lại rồi nha mọi người. Có mấy cái đường ống này có vẻ nóng nóng là mình không xài được hay cái gì á. Đây không phải điện. Ủa, tưởng đâu đây điện ngục chứ hóa ra mấy phải à. Ở đây một cái là cầu điện ngầm à. Vô đây là mất súng nữa. What? Sao có cái súng mà ăn cứ rớt hoài là sao nha. À giời ơi, mất cây súng nó chỉ qua cây shotgun. Shotgun bắn thì nó cao hơn xíu. Nó cao hơn nhiều ấy, chứ không phải cao hơn xíu đâu, cao hơn nhiều ấy. Ê. Ẩu nha. Có những cái miếng gỗ là nó sẽ bị rớt hay là cái gì đó. Nó bị mục nếu như mà mình đứng vô lâu quá là sẽ bị rớt. Cần đấy. Có bao nhiêu súng lôi ra hết luôn đi. Ngoài cái việc mà tôi có thể cầm được súng lục ra thì có vẻ như là tôi cầm được cả khẩu shotgun ấy. Trời ơi, tôi còn cầm được cả khẩu shotgun nữa đấy. Đấy, kinh chưa? Ok chưa? À, sau này sẽ giống như đang gài đạn vậy trời. Cái đánh trong CS nữa chứ. Nói thật. Ok, hai cái. Easy thôi mà. Game này không có gì khó. Không có việc gì khó hết. Bao nhiêu rồi? 13 rồi. Hả? 20 lần nào? What? Nhiều vậy? Ui. Nó cầm cái khẩu mắt 10 hoặc là cái Uzi gì nè. Uzi mới đúng hơn. Cái này là Uzi. Ui xôi.
Rồi nha, cái này mình có thể leo lên được trình nào nữa đây. Ui, không được rồi. Ok. Lên luôn. Khoan từ từ để tôi biết lên hướng nào, lên hướng bên này đúng không? Lên, ngon. Nói vậy thôi. Kìa, cầm được có chút xíu là sao? Mày cầm mày có thể cầm được nhiều hơn mà. Mắc giống môn gì mày cầm có chút xíu rồi mày ngưng. Súng có ai lấy đâu, nãy giờ không ai thèm lấy súng luôn. Mà không hiểu tại sao. Rồi xong lại sờ big gun. À là sờ big run. Ôi ôi mém rớt. Từ từ. Ok. Rồi, nó cho tôi lại cái súng được rồi đó. Nó lại cho tôi cái súng nữa rồi đó. Trời ơi, hồi nãy rõ ràng là tôi đụng chân xuống dưới đất rồi đó. Mà nó không cho tôi, mà nó không reload lại đạn. Ê, từ. Có vụ này nữa hả? Từ. Ê, what the hell? Là sao? Là tôi nhảy hụt đó hả? Sao nhục vậy? Ây dồi, mém rớt. Hú hồn. Tìm một cái nút. Là cái nút đó đó hả? Là tôi sẽ phải đi tìm cái nút đó rồi sau đó là quay lại đây đúng không? Ôi. Từ nha, tôi cương tác được. Ai gì vô đây là chủ yếu là chỉ để nhận được cái game pass thôi đó hả? Ok, chết bà đó luôn rồi. Ô, chết luôn rồi, đùa nhau à. À thôi nhưng mà cô tìm được cái chỗ đó rồi thôi, cô đâu cần vô chỗ đó gì nữa đúng không? Nó cự mở sẵn luôn rồi kìa. Ok, bấm cái nút này để có được cái. Nhưng mà sao trong này mọi thứ đó đều là thùng cạc tôm hết nha. Nhà của cái con sóc, con đó là con sóc hay con chồn mọi người? À, tôi cũng không biết đó là con sóc hay con chồn. Con mà bự bự nó đòi giết mình ấy, nó đòi bắt mình ấy. Wow, hình như thành phố này tất cả mọi thứ đều là chip, đều là cạc tôn, cạc tôm hay là gì ấy. Ok, cái này có đi đâu? Có thể nhảy qua được, không được, không nhảy qua đây được. Vậy thì mình sẽ nhảy qua vậy. Ê, ủa vậy là không được hả? Là đường ống để cho vui hay cái gì ấy? Thật. Vậy thì cô có thể nhảy lên xe được không? Được luôn nha. Ôi, không được rồi. Vậy là hiểu rồi đó. Vậy là nó cho mình cái đạn ở chỗ đó là có vấn đề đấy. Chứ không biết không đâu. Đấy, tôi biết ngay mà. Nhưng mà thật ra là không cần thì cô cũng vẫn có thể qua được. Ôi, 19 rồi hiểu. Game này 20 checkpoint. Ok, đấy, tôi biết ngay là mình sẽ phải kêu giữa cái con quỷ yêu này mà. Ý dạ, sao mà chạy nhanh vậy, cứ thôi. Ôi xỉu ơi, lên trong mặt. Mày trong mặt là mày có số rồi, Thôi nào, sao nó chạy nhanh dữ vậy? Sao nó chạy nhanh thế? Thôi nào. Thôi nè, mày chỉ không dính được nữa. Tuyệt vời. Chết bà mày đi, mày chết bò mày đi. Yeah. Ui trời, ngon xa lành. Và tôi đã cứu di được nó và trốn thoát thành công. Rồi ok, chắc là sẽ dừng video này cả đi hoàn thiện. Nếu như bạn nào thấy thích video này, đừng quên bắt lên cho mình một like, một share và đừng quên subscribe channel của mình để nhận thêm nhiều video mới nhé. Bye bye.